Đây là cái bệnh của những người có phước báo hay là những người có tu tập một chút. Chúng ta luôn thể hiện là mình có một cái trình độ tu, hay là nói đơn giản là ma cũ ăn hiếp ma mới. Quý vị gặp hay chưa? Trong đạo tràng nên tránh trường hợp này. Mình đi trước, học Phật trước, đến đạo tràng đó trước, quen nước quen cái, có trách nhiệm làm nhịp cầu để kết nối những tâm hồn đau khổ khi người ta mới đến cửa đạo. Đằng này tà lanh tà lẹt, la hét sờm làm ta thối tâm, ta không đi chùa luôn. Trường hợp đó nhiều lắm, người ta viết thư tới cho thầy nè, nó nêu đích danh người đó ra luôn, thấy tên thiêu ở trên cái áo, tả hình dáng luôn. Thầy biết ngay người đó là ai. Thầy người ta nói một câu đó, con không biết chùa thầy có mấy trụ trì. Thầy nghe thầy thấy khó chịu gì đâu. Cho nên quý Phật tử đó đừng không khéo rồi làm cho thầy là phải khổ sở đó. Hồi lúc Đức Phật còn tại thế, nó có một cái anh chàng đó, ảnh hát rất là hay. Ảnh ở một cái làng quê mà đồn là tiếng hát của ảnh là vang xa, mà ai nghe là cũng thích hết. Hãy mà ảnh muốn người đó cười là ảnh hát một khúc hát vui là người ta cười liền. Ảnh muốn người ta khóc là ảnh hát một khúc hát buồn là người ta khóc. Coi như là ảnh, cái tiếng hát của ảnh nó đi vào lòng người, bất kể người đó là ai, tâm sự gì ảnh có thể quay người đó được hết. Tại lúc bấy giờ đó, người ta mới nói với nhau là anh nên hát cho vua nghe đi, thế nào cũng sẽ được thưởng. Anh nói không, tôi ở quê, tôi không có đi lên cung điện tôi hát làm gì. Nhưng mà cuối cùng anh cũng đi lên, anh nói không cần tiền thưởng, nhưng mà để khẳng định mình là một ca sĩ nghiệp dư, hát hay. Thế là anh đi vô trung cung, anh hát cho vua nghe, anh hát hay lắm. Thì lúc bấy giờ vua mới sai cận thần đem ra 100 thỏi vàng để trước mặt, để 100 lượng vàng để trước mặt. Thì anh này thấy 100 lượng vàng nó sáng rực như thế, anh mới thưa bệ hạ, chẳng hay tiếng hát của thảo dân có hay không? Vua nó hay quá, chưa bao giờ trẫm được nghe một người hát hay như vậy. Nhưng mà trẫm không có để lòng, cho nên trẫm không có thấy, không nghe. Thì cái anh chàng này cảm thấy hơi buồn chút xíu, mắt ảnh nhìn cái đống vàng. Thì vua mới nói cũng vậy, 100 thỏi vàng này để trước mắt ngươi thấy, nhưng mà chưa phải là phần thưởng của ngươi, cho nên trước mắt mà ngươi chưa thấy. Ngươi ca mà ta chưa nghe, vàng trước mắt mà ngươi chưa thấy, coi như không ai nợ ai, không ai vướng bận ai. Đức Phật mới nói này các tỳ kheo. Tại vì Đức Phật kể câu chuyện đó rất thâm thúy, vì biết không, Đức Phật mới nói này các tỳ kheo, khi mà chúng ta quên quan, chúng ta tự khẳng định mình, thì tự mình không có dính líu gì đến người khác hết, không có làm gì được hết. Nếu như người khác là người có trí, người ta cũng sẽ không bao giờ chấp nhận cái điều đó, và coi như là mình đang đưa tay đẩy hư không. Hư không không bao giờ bị suy diễn. Đó là ca sĩ mong được thưởng mà không có thưởng được cái gì hết á. Câu thứ 39, phạt xa phạt xăm. Thì phạt xa phạt xăm nguyên văn tiếng Phạn là Vasa Vasam. Đây là Bồ Tát Quán Thế Âm hiện ra làm thân Kim Khôi Đại Tướng, cầm linh thuận thời giáo hóa chúng sanh. Cầm linh thuận tức là cầm cái chuông, một cái chuông để lắc cái linh, nó gọi là cái chuông. Ví dụ như phong linh tức là cái chuông gió, thì linh thuận tức là cái linh này là, xin lỗi, cái linh này nó quý báu, giúp cho chúng sanh có thể thuận theo giáo pháp mà tu tập. Thì chữ phạt xa phạt xăm dịch nghĩa ra là hoang ngữ hoang tiếu, tức là lời nói tiếng cười của mình đều đem tới sự an lạc cho người khác, gọi là hoang ngữ hoang tiếu. Đó là ý nghĩa của chữ phạt xa phạt xăm. Ngoài ra cái chữ phạt xa phạt xăm này còn có nghĩa là đại trượng phu, hay còn gọi là vô thượng sĩ. Nhưng mà quý vị biết ở trong kinh đó, đại trượng phu là chỉ cho ai? Nam tử Hán đại trượng phu, đó là tiếng nói thông thường của người Trung Quốc. Nhưng mà trong kinh điển đại trượng phu là chỉ cho bậc Bồ Tát. Vô thượng sĩ
tức là một cái người vĩ đại không ai hơn nữa, gọi là vô thượng sĩ, đó cũng chỉ cho Bồ Tát. Thì đây chính là bảo cung thủ nhãn ấn pháp. Khi hành trì ấn pháp này mà thành tựu thì chúng ta sẽ có một cái phước báo lớn, sanh ra đời nào cũng làm quan đại thần. Nếu xuất gia sẽ chứng được quả A-la-hán. Nếu như chúng ta trì cái ấn pháp này phạt sa phạt xâm. 40 là Phật ra xá gia, thì nguyên văn đó là Prasaya. Thì thưa với lại quý vị, Prasaya đây chính là hình ảnh của Bồ Tát Quan Thế Âm hiện tướng ra làm Đức Phật A-di-đà. Nếu chúng sanh nào ở hiện tiền tưởng niệm đến Ngài thì Ngài sẽ hiện ra phía trước. Cho nên cái chữ Phật ra xá gia này đó, nó có nghĩa là giác thân tử. Chúng ta học ở trước rồi, đó là chữ Phật ra xá lợi. Còn Phật ra xá gia này có nghĩa là tượng. Tượng là con voi đó. Phật ra xá gia tức là con voi giác ngộ. Mà quý vị biết á, ở đây không phải là dí dỏm mình là con voi. Tại vì trong cái văn hóa của người Ấn Độ xưa đó, cái con voi chúa đó là được người ta tôn vinh, nó làm con voi có nhiều phước báo lớn, và có thể nó sẽ là một Bồ Tát hóa thân. Đây là ảnh hưởng thần giáo của Ấn Độ thôi. Cho nên cái chữ Phật ra xá gia này là chỉ cho một con voi đã giác ngộ, con voi chúa, hay còn gọi là Pháp Vương Tử. Tại vì Pháp Vương là cao cả nhất, nói chung cho tất cả các pháp môn. Thì ý nghĩa này là chỉ cho tâm giác ngộ cũng giống như một con voi cao cả trong đàn voi, gọi là tượng vương. Bước chân tượng vương vẫn còn rung chuyển nơi rừng chiên, mà giờ đây pháp âm thầy đã vắng bặt. Đây là cái điển tích mà người ta dùng ở trong kinh điển để nói cho một vị pháp sư hay một vị hòa thượng đã viên tịch. Bước chân tượng vương, cái này nói trong kinh nha. Rừng chiên đàn, tức là cái rừng đó có những cái chiên đàn thơm, là diễn ra những cái pháp hội. Bước chân tượng vương là chỉ cho bước chân của các bậc đại sĩ, các bậc Bồ Tát vẫn còn vang ở trong rừng chiên. Vậy mà giờ đây tiếng pháp âm đã vắng bặt. Tại bữa hổm thầy có làm MC, thầy có đọc cái câu này đó, thì có người hỏi bước chân tượng vương là gì. Đó, là bước chân voi chúa. Voi chúa là chỉ cho Bồ Tát, chỉ cho những vị đại pháp sư, những vị đại trưởng lão có công hạnh lớn và có cái sự tu tập cao, gọi là tượng vương. Thì Phật ra xá gia đây chính là bổn thể của Đức Phật A-di-đà. Đức Phật A-di-đà là bổn sư của Bồ Tát Quán Thế Âm. Vì Bồ Tát Quán Thế Âm tỏ lòng tôn kính đức bổn sư của mình, nên Bồ Tát đảnh lễ Đức Phật A-di-đà trong khi Ngài tuyên thuyết Đại Bi Thần Chú. Cho nên Đức Phật A-di-đà sẽ phóng hào quang đến tiếp độ tất cả các chúng sanh. Như vậy Phật ra xá gia này chính là Tử Liên Hoa Thủ Nhãn Ấn Pháp. Trong 42 thủ nhãn thì có Bạch Liên Hoa Thủ Nhãn, Thanh Liên Hoa Thủ Nhãn, Hồng Liên Hoa Thủ Nhãn. Thì ở đây gọi là Tử Liên Hoa Thủ Nhãn, là cái ấn pháp này trên cái hình hoa sen tía hay là hoa sen màu tím. Có Bạch Liên Hoa, Tử Liên Hoa, Thanh Liên Hoa và Hồng Liên Hoa, tức là hoa sen xanh, hoa sen trắng, hoa sen hồng và hoa sen màu tím. Quý vị nghe hoa, thấy hoa sen tím chưa? Chưa thấy hả? Ở trong kinh có nói gọi là Tử Liên Hoa. Khi hành trì Tử Liên Hoa Thủ Nhãn Ấn Pháp này mà thành tựu thì hành giả có thể đi trong 10 phương diện kiến cầu pháp với tất cả các đức Phật. Tức là mình có thể đi gặp tất cả các đức Phật trong 10 phương pháp giới. Đặc biệt ở câu thần chú Phật ra xá gia này. Mình học thêm nữa không? Mệt quá hả? Anh mệt hay thầy mệt? Cả hai hả? 41 là Holo Holo Mara. Tới Mara là ngưng, chứ không phải là Mara Holo Holo ha. Thì Holo Holo Mara, chữ Holo Holo Mara này Hán dịch là tác pháp như ý, hay còn gọi là tác pháp mạc ly ngã.
Tức là tất cả những gì các pháp chúng ta đều được thuận theo ý, trừ một trường hợp duy nhất, đó là chúng ta tu thành tựu được quả vị. Cho nên làm cái gì đó đều theo ý mình hết, gọi là tác pháp như ý. Tức là làm việc gì cũng thành tựu hết. Hay còn gọi đơn giản là mãn nguyện. Còn dịch là tác pháp mạc ly ngã, tức là làm việc gì nó cũng không thể nào ra khỏi cái lòng mong muốn của mình. Mà mong muốn đây đương nhiên là mong muốn chân chánh rồi, không có thể nào mà chúng ta làm những cái chuyện mà nó tầm bậy tầm bạ được. Đó là ý nghĩa của chữ horo horo. Đây là kim trược ngọc hoàng thủ nhãn pháp ấn trong 42 pháp ấn đó. Nếu mà thành tựu được pháp ấn này thì mọi việc đều thành tựu như ý nguyện của chúng ta. Cho nên cái đó được gọi là tác pháp mạc ly ngã. Do đâu mà chúng ta thành tựu được? Là do chúng ta tu tập không còn ngã chấp và pháp chấp thì mới thành tựu được điều này. Holo Holo Mara, đây là Bồ Tát Quán Thế Âm hiện tướng ra làm Bát Bộ Thần Vương, chấp tay niệm từ bi tâm để hàng phục tất cả các ma chúng ma. Đó, mình nhìn thấy hình ảnh của một vị thần ở trong Thần Vương Bát Bộ đó, chấp tay để dùng cái tâm từ bi, niệm từ bi quán, tức là dùng cái tâm từ bi mình để nhiếp phục tất cả các chúng sanh. Đó gọi là Holo Holo Mara. 42 là Holo Holo Heri. Thì cái chữ Holo Holo sau này nó khác với chữ Holo Holo trước nha. Holo Holo này chính là vô niệm, cũng dịch là tác pháp tự tại. Thì trong câu này nó giống như cái nghĩa là như ý, nhưng mà thực ra nó là vô niệm. Tức là chúng ta làm mà không thấy mình làm. Chúng ta khởi tâm từ bi để độ chúng sanh mà không thấy mình đang độ chúng sanh. Chúng ta làm lợi ích cho tất cả mọi người mà không thấy mình làm lợi ích cho tất cả mọi người. Cái đó mới gọi là holo holo heri, tức là vô niệm tác pháp. Lúc Đức Phật còn tại thế có một tỳ kheo rất là kỳ cục, đó là Sa Nặc. Quý vị có nhớ trưởng lão Sa Nặc này không? Sa Nặc chính là người, đúng rồi, dắt ngựa kiền trắc để đưa thái tử vượt thành xuất gia. Cho nên sau khi Sa Nặc xuất gia đó, ổng vênh cái mặt lên: tôi nói cho mấy ông biết là không có Sa Nặc này là không có Đức Thế Tôn. Ổng làm phách gì đó rất là khó chịu, ổng đi đâu cũng mượn danh hết á, mượn danh Đức Phật: tôi là người đánh ngựa cho thái tử ngày xưa, là không có tôi dẫn ngựa kiền trắc ra đưa thái tử đi, làm gì có Đức Thế Tôn ngày hôm nay. Cho nên mấy ông phải biết rằng tôi là người tâm phúc của Đức Phật. Lúc nào cũng như thế hết. Cái ông Sa Nặc này trong pháp hội không ai ưa, nhưng mà không ai dám nói, là tại vì ổng cũng có công, rõ ràng ổng có công. Thì có một lần đó, thì các hai vị trưởng lão lớn nhất đó là Tôn Giả, Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên mới nhắc nhở Sa Nặc là: này Sa Nặc, thầy không có nên quên quang như thế. Thầy có nhân duyên được gặp Đức Phật hầu cận thái tử, đó là phúc báo lớn, thầy phải cố gắng tu tập, đừng để người ta cười phỉ báng Đức Phật. Ổng mắng lại, ổng la lại: hai thầy mà biết cái gì, không có tôi làm gì có Đức Phật cho hai thầy. Thế là ổng đi đâu cũng nạt nộ như thế hết. Và đặc biệt là ổng xúc phạm tới hai trưởng lão này. Thì lúc bấy giờ các thầy tỳ kheo khác mới đem cái chuyện này tới mét Đức Phật. Đức Phật mới kêu Sa Nặc tới hỏi ổng. Ổng nhận là có, Đức Phật mới dạy ổng là không có được. Mà chuyện này nó xảy ra 4 lần, đâu rồi cũng lại vào đấy. Ổng cứ hống hách ngang tàng, coi các vị trưởng lão không ra gì.